tài chính mà anh chị đang có loanh quanh khoảng 150 triệu. Anh chị mình đang cân nhắc cần tìm một cái mẫu xe 4 chỗ, chẳng hạn như Toyota Vios, hay cần một cái xe mẫu xe 7 chỗ. Mẫu xe 7 chỗ mà hiện tại anh chị mình thông dụng á, thì có Innova này, Fortuner này, Avanza, Veloz, thì những cái mẫu đó cũng khá đắt tiền tại thời điểm hiện tại, ngót nghét đâu đó cũng hơn 500 triệu nha anh chị. Thì thôi tầm giá khoảng loanh quanh 400 đi. Xe này đang bên Đạt đang chào là 388, xe Vios 2020 nha anh chị, xe phiên bản E, phiên bản số sàn 388 đó. Thì Đạt xin giới thiệu với quý chị cũng tầm tiền như thế này luôn, anh chị mình có ngay một cái mẫu xe 7 chỗ, đó chính là Toyota Avanza 2020 phiên bản số sàn. Và hiện tại thì xe cũng đang có mặt trong showroom, xe xe cũ, xe đã qua sử dụng của Toyota Hiroshima tình cảm bên Đạt anh chị. À, đây là Avanza phiên bản số sàn, xe sản xuất 2020 nha quý anh chị. 2020 tới thời điểm hiện tại mới đi có 33.000 cây số này. Thông số trên này là anh chị. Avanza 1.3MT, giá bán là 408 triệu ha. Đó. Năm sản xuất 2020, giá 333.550 km ha. Đó. Cùng bằng với cái giá tiền của một cái xe MPV 7 chỗ so với một cái mẫu xe Vios 5 chỗ. Thì anh chị mình sẽ chọn xe nào? Thì mỗi người một quan điểm đó, phù hợp với cái nhu cầu tài chính của mình thì mình đưa ra cái sự lựa chọn. Tiền thì cũng ở trong túi anh chị mà. Đó. Quan trọng là anh chị chọn người mẫu xe nào ha anh chị ha. Bốn lớp và nguyên zin theo xe nào quý anh chị. Cản trước thì cũng có sơn lại nhưng mà vẫn giữ lại được cái cản zin nào quý anh chị. Xe này sơn zin nhiều lắm anh chị. Đó, xe này á là thời gian đậu nó còn nhiều hơn là thời gian đi nữa. Nhưng mà đậu cái nổi là đậu một cái thì ở trong nhà và cái thì ở ngoài đường, nên nó về để á đây nè, cái ốp chân kính ở chỗ này nè nó đen đen ha, còn cái bên này nó bạc chứ tiêu bạc ha. À, xe thì còn đăng kiểm tới tháng 4 năm 2025, xe này mới đăng kiểm lại anh chị, mới đăng kiểm lại thì bán cho bên đẹp ha. Đó, đèn pha cốt thì cũng đẹp, nói chung trừ cái việc mà nó thiết kế nó không được hợp nhãn á, thì đã thấy là một cái mẫu xe này vẫn đáng để anh chị mình đầu tư, chạy dịu cũng được nè, chạy gia đình cũng được nè, kết hợp cũng được ha. Xe thì cũng được anh chủ cũ anh lên bộ ghế da, một loại ghế da, ghế này cũng xịn nè anh chị, ghế xịn lắm á. Ghế da một kem nè, màn DVD anh chị ha, đó những cái nút bấm còn rất là đẹp luôn anh chị. Bình ni lông ở trên xe là thấy vẫn chưa tháo anh chị, đây vẫn chưa tháo nè. Đó, vô lăng thì ảnh cho bọc ni lông lại hết nè anh chị, như chỗ này cũng vậy nè. Đó, và đặc biệt Đạt cực kỳ thích ở trên cái dòng Avanza này là cái việc mà vào số nó rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm. Đó là Đạt cũng chạy thử, Đạt cũng chạy thử xe này cũng phải vài km nha quý vị, đó để cảm nhận cái việc nó vận hành như thế nào. Thì cái xe này có một cái điểm mà Đạt thấy á, là anh chị không thích và kể cả Đạt cũng không thích, là khi vào số lùi á, khi mà mình lùi xe sẽ nghe tiếng hú từ cầu sau đó, còn khi mà chạy tới thì không nghe ha, khi về tới thì nó cũng rất là bình thường, cũng không có nghe gì hết. Rồi, gầm mẹ thì cực kỳ đẹp, sáng trưng luôn, khi mà rửa ra thì sáng trưng luôn anh chị. Cản sau là còn nguyên zin nha, chưa qua xử lý luôn em này. Thật ra cản này cũng xử lý rồi nhưng mà bên này cho sơn lại nó mất ngay chỗ cái góc này đi đó, còn cái chỉ này vẫn còn nè, sơn zin. Hàng ghế sau thì thật ra là chỉ nói như thế này vừa đủ ngồi, chứ thật ra nếu như mà ngồi đúng 7 người lớn, 7 người, những người to to bằng Đạt chẳng hạn như Đạt hiện tại là Đạt kem nặng khoảng là 70 kg và cao 1m68, thì Đạt nghĩ ngồi trong hàng ghế sau này mà đi từ đây lên 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 Đà Lạt chắc Đạt nghĩ ngồi không nổi đâu ha. Người sau thì có thể là ngồi nhỏ thôi, nhỏ thôi. Đây thì ngồi, nếu như ngồi thoải mái thì ngồi 2 người, ngồi 2 người mỗi bên ghế anh chị, còn phía trước thì ngồi 2 người tài xế và người hành khách. Thì nếu như xe này thì Đạt nghĩ đi 4 người, 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ thì Đạt nghĩ là cực kỳ rộng rãi luôn. Còn nếu như mà chất đúng 7 người lên xe mà người lớn thì Đạt nghĩ là đi thì cũng được, đi sau đi cũng được, đi thì đi cũng được, nhưng mà nó hơi mệt chút rồi. Để Đạt mở cái phần máy ra, Đạt quay lại cái phần động cơ cho anh chị coi nó như thế nào nha. Rồi, đây chính là cái khoang động cơ của xe này quý anh chị. Đầu tiên thì mình để đi kiểm tra coi này.
nắp capo vẫn chưa có dấu hiệu ra thì mình có thể khẳng định được một điều á là capo này chưa qua xử lý hoặc là sơn sửa hoặc là cứng mốt gì anh chị ha. Đó, những cái miếng dán, miếng decal ngay chỗ này vẫn còn nè. Đó. Xe thì sử dụng là động cơ nằm dọc quý anh chị. Đặc trưng của những dòng mà động cơ nằm dọc như thế này quý anh chị có thể dễ dàng thấy nhất là ở trên những chiếc Fortuner, Innova, tại vì nó dẫn động cầu sâu nên là nằm dọc. Đó. Còn những xe chẳng hạn như Veloz hoặc là Avanza bây giờ nó dẫn động cầu trước á, thì nó sẽ nằm ngang cái máy lại. Còn đây nằm dọc nè, bobin nào quý vị, 1 2 3 4 nó nằm dọc lại. Nó dẫn động cầu sâu, nó dẫn động theo cách của Innova Fortuner đó anh chị. Xe thì cũng được sử dụng là hệ thống ABS 4 bánh nè. 1 2 3 4 nè, 4 bánh ra nè. Về bên đèn thì cũng đã cho tiến hành gọi là bảo dưỡng lại rồi anh chị. Cảm thấy phần nào mà nó hư hỏng nó có thể là cần phải thay thế thì bên đạt đã cho thay thế hết rồi. Tại vì những cái mẫu xe 2020 như thế này khi mà bên đạt bán ra cho anh chị á thì bên đạt sẽ bảo hành thêm 1 năm hoặc 2.000 cây số về cái phần nào động cơ và hộp số để quý anh chị mình an tâm phải sử dụng ha. Đó, đó là chính sách bảo hành riêng của bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên đạt cho khách hàng. Riêng về mẫu xe này thì anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 150 triệu là mình có thể nhận xe về ha. Xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó thì 150 triệu nếu anh chị không bị nợ xấu thì bên đạt sẽ hỗ trợ anh chị mình chứng minh thu nhập để anh chị mình có thể là vay tối đa nha. 2020 thì bên đạt sẽ hỗ trợ anh chị mình vay tối đa là khoảng 70% giá trị xe trong 5 năm nha. Đó,